Các bạn nhìn thấy con chim của Thao nó là như vậy. Đó, các bạn thấy chân của nó đỏ. Đây là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà mình ban tặng cho những người đam mê và đăng ký kênh chim cô gái của mình. Lại đây con. Lại đây. Xuống cành dưới, xuống. Đó. Đấy, mình không đưa tay ra, mình quay sát vô nhá. Mình quay sát chân này. Các bạn có thể thấy là những cái khoảnh khắc này thì thật là tuyệt vời đúng không? Mình quay sát mỏ này. Đó. Đây là con chim, nó mang lại cuộc sống của mình. Nó mang lại niềm đam mê. Đó. Các bạn có thể thấy là con chim này nó hồn nhiên và nó thân thiện với mình như thế nào. Mình muốn ghi lại tất cả những cái hình kỷ niệm về mình và con chim này, và cũng đăng cái clip này lên một cái trang cá nhân của mình trên YouTube, là cái trang kênh Chim Cô Gái Hay, để mong muốn làm sao ban tặng cho tất cả những ai đam mê con chim cô gái, để thưởng thức được những cái hình hài, những cái dáng và những cái mắt, mỏ, đầu, cườm, chân và tiếng gáy của nó. Đó, nó đứng nó rỉa lông. Các bạn thấy không? Nó rất là gì? Nó rất là hồn nhiên. Đó. Đó, mình muốn. Đó. Xuống đây con. Xuống cành dưới đi. Xuống. Đó, xuống đây con. Xuống đây. Xuống.